nó rất là dễ dàng như thế này mà. Sao anh làm gì đấy? Ơ, cái mày thanh bảo hẹn ra chỗ cái gốc cây keo tình yêu này mà sao vẫn chưa thấy ra nhỉ? Chả biết. Mình nhìn thế này nhìn đang có vẻ ngon trai chưa? Chắc chắn là hôm nay mình để cái kiểu tóc mới này, em mày thanh ra cái kiểu gì cũng phải bất ngờ lắm cho mà xem. Nhìn một phong cách người có tiền nó phải khác. Sao em lâu thế nhỉ? Được cái là bị cái ông bố ông ấy cấm không cho ra đây. À, có tin nhắn của em đây rồi. Đợi em tí, em đang xuống. Hai tí anh cũng đợi chứ không phải là một tí. Sao em bảo một tí mà giờ đã tí rưỡi rồi sao vẫn chưa đến nhỉ? Lại phải để cho tròn thời gian anh đợi hai tí thì em mới đến điểm hẹn này hay sao hả? Mẩy Thanh ơi là Mẩy Thanh. Ôi. Mồm cái bà là ngồi đợi mình đến. Ôi dồi ôi, ta còn kho cháy gần nồi này rồi nữa. Mồm chép chá luôn tiếp. Trộm. Anh làm gì đấy? Trộm đâu mà trộm. Mà sao mồm thì anh nói là đợi em đến thì đi chơi mà anh nằm đấy anh ngủ gáy gì mà như gì là lợn nái ấy. Em đến lâu chưa? Sao lại lâu rồi. Nổ máy thế. Nhớ cái anh mà nó phục đi thì làm thế nào? Thì em biết là thói quen của anh là dừng xe phi thuyền ấy là anh gần về mo luôn đúng không? Máy của anh là nó mạnh lắm đấy. Em thí dụ mà anh để gài sẵn số ở đấy mà em để như thế nguy hiểm lắm. Nó phốc một phát là kinh khủng ấy. Em tay ga sẵn rồi, tay phanh cũng sẵn nữa. Thế thì em chủ động được mà. Thế em bảo đợi em một tí mà để anh đợi em hết tí rưỡi xong lại đến tí tám. Tiến hẳn hai tí rồi em mới đến. Anh buồn ngủ quá, tối hôm qua đi làm về muộn. Thế em đang định đi đến nửa đường thì bố em lại gọi về. Nó gọi về làm gì? Sao lại nó? Anh xin lỗi, ông ấy gọi về làm gì? Bố em gọi về bảo là bác cho ông nồi nước để ông thịt chó. Ông thịt chó? Thế là em lại phải đun nước xong em mới lại được đi. Món đấy khoái khẩu của anh đấy. Đây, hãy đi về phụ giúp ông thịt chó đi. Giờ là còn đợi anh ấy, xong thì lâu rồi, có mà hai con đã xong ấy. Nhưng ông mổ xong, ông mang lên công ty, chứ không phải ăn ở nhà. Hôm nay theo công nhân anh ạ. Tại sao lại không để một tí nào ở nhà được à? Ở nhà mang tất đi đâu? À? Ở nhà không ai ăn. Thì em đi chơi, mẹ em đi làm vắng tối mới về, có ai ở nhà đâu mà nấu. Anh thích thịt chó à? Mà ông không nhắc gì đến anh à? Không. Ông có nhắc gì đến anh đâu. Không mở miệng mời anh một câu nào nhỉ? Anh có phải công nhân của ông đâu mà ông mời. Chỉ ít nhất là cũng là thằng bạn trai của con gái ông thì ông phải quan tâm chứ. Trời ơi, ông mà mời á, em có biết bao nhiêu người bạn chứ ông mời hết à? Mà ông mà bảo anh một câu mà anh có mặt đấy thì có phải là sĩ diện của ông lên một tầm cao mới nữa không? Đúng không? Em công nhận không? Anh đến đấy anh cũng có phải là vui đâu chầu đấy, ăn không đâu. Đến đấy ít nhất anh cũng phải có khoảng
30-40 thùng bia mang đến. Đấy, để cho cái buổi. Thật à? Hay là bây giờ anh mua lấy mấy chục thùng bia xong mình chở đến công ty cũng được. Có mày rổ. Chị, sao lại rổ? Ăn có mời làm có mượn. Tự nhiên anh mò mặt đến đấy mang bia đến đấy để tự nhiên lại đi đãi gà rừng của đâu? Sao đãi gà rừng? Còn gì nữa? Thì anh mời công nhân và mấy chục người công nhân người ta được uống bia của anh, có phải anh được lên tầm cao mới nữa không? Anh không cần tầm cao ấy. Mà hôm nay anh cho em đi chơi ở đâu đấy? Thế em thích chơi ở đâu? Một là chơi ngoài cánh đồng, hai là đi công viên chơi, ba là về nhà nghỉ. Anh nghỉ vớ vẩn thật. Em chọn đi, sao lại vớ vẩn? Thì bây giờ nào đến nhà nghỉ? Thì một là không đi chơi ở công viên, em cũng không thích đi đến chứ bảo lấy đi chơi dạo cảnh ở cánh đồng em cũng không thích. Thế thì chỉ có đưa em về nhà nghỉ cho nó khỏe thế, chứ còn đi chơi bời gì ở đâu nữa. À, được rồi, em hiểu ý rồi. Thế thì đi chơi mãi cũng chán anh ạ. Hay hôm nay cho em tập con phi thuyền của anh đi. Em lại thích học lái à? Từ bé có bao giờ em lái cái gì ngoài xe máy đâu. Nhưng thực ra thì anh đi con này cũng thấy tò mò đấy. Thế là em cũng có cá tính đấy. Thì cá tính thì mới hợp với anh chứ. Anh chỉ có cái gì mà anh chả lái được. Máy bay tá anh còn vận hành được. À, mới. Ở đây, em thấy hôm nay cái phong cách của anh thế nào? Mà hôm nay anh vứt cái bọt đẹp trai nhờ. Ôi trời ơi, nếp hẳn hoi ấy. Không cần phải nghĩ. Anh lại không đẹp trai thì ai mới đẹp trai nữa, đúng không em? Bạn trai của em mà kéo bọt thì anh sản xuất được. Khiếp, tóc lại còn dễ ngôi ấy. Bố em mà đi ăn cô đâu cứ để anh vớt tóc cho. Thôi hoành tráng luôn. Bố em có trẻ trung gì nữa đâu mà kéo bọt như anh. Thế nào, em bây giờ đã sẵn sàng chưa? Có muốn học lái anh sẽ chỉ bảo em cặn kỹ. Nhưng mà có khó không anh? Khó mới phải học, dễ thì không cần phải học. Thế nó cũng như xe ga là phanh trái phanh phải đấy à? Xe này nó là xe côn. Đó là thế nào? Xe côn có nghĩa là nó phải côn ra ga vào, em hiểu không? Đấy là cái cơ bản. Nào thôi bây giờ em khởi động máy của em đi. Em mở máy của em đi. Nhưng nó phải bảo phanh trước chứ. Không, em bây giờ nổ máy đi. Đây là đấy, khi nào em cầm nổ máy, khởi động máy xong, em cần vào cầm số của anh đây, em vít về đằng sau là được một số, là bắt đầu đi thôi. Nhưng nó bình thường là mấy số anh? Nó có 4 số. Thế mình đi số mấy? Thì đi từ số 1 lên số 2, lên số 3, lên số 4. Thế là cứ cầm cần vít suốt thế à? Đấy, đi xe số nó phải thế. Sao nó không, anh không chế tạo ra cái số chân đi cho nó dễ đi? Không, xe này, xe của anh sẽ nó theo cái bản thiết kế ở nước ngoài nên là đấy, toàn tiếng Tây thôi, em có đọc được không? Nổ máy đấy. Đấy, hiện tại là nó đang thì cần số của anh là đang ở chỗ mo. Em kéo về sau một phát, vít về sau đấy, đúng rồi, cứ thế là đi thôi. Đây là vào được một số rồi. Đấy, đấy là vào số. Không, em bây giờ em từ từ, anh bảo đây đi cho nó đi được một đoạn đã, xong mình lại đấy đố vừa thôi đấy. Ôi, xe giảm sóc, cứ đi đi mày lên. Xe của anh nó sóc thôi, nó không có giảm sóc à? Em đi nó đều tay ga vào, không có là nó sóc lộn chuột ra đấy. Em về số đi. Đấy, vô nào. Mạnh lên. Đấy. À. Nó khó đi thế. Tí nữa này em lao xuống ruộng rồi đấy. Em. Đấy. Đây. Gá mạnh lên.
Xe của anh sao cái tay ga nó không đều ấy, lúc nó lỏng lúc nó chật này thì làm sao mà em lái được? Em cầm vào tay ga em phải để cho nó theo một ấy được đó. Đấy, nó rất là dễ dàng như thế này mà. Sao anh làm gì đấy? Nhưng mà cái tay của anh thôi, nó khó lái lắm, em không hỏng nữa đâu. Em cứ đặt cái chế độ rung làm anh đi sóc tê hết cả người. Nhưng xe của anh nó nặng lắm. Em ngồi sau anh chị. Nó không giống xe máy. Ôi, chả thế mà anh mà qua được cái quá trình anh lái được máy bay là cả một cái vấn đề vất vả cho những người đàn ông. Bình thường em thấy anh đi cứ ngồi lên anh đi vèo vèo thì em tưởng là nó dễ đi lắm. Ai đổi nặng như xe bò thế này ấy. Em là em không biết cái nguyên lý hoạt động của máy, em hiểu không? Là đấy là em chưa đi thạo thôi. Nguyên tắc để mà học lái xe gì đấy, vận hành máy nào cũng vậy, là phải côn ra thì ga vào. Không phải, bình thường là em quen phanh tay, nhưng cái phanh nửa của anh nó là phanh chân. Là lúc nãy tí nó ngã dúi dụi vì phanh tay đấy đấy. Em thật sự là nói em thông cảm người yêu ạ. Đàn bà đái không qua ngọn cỏ. Anh nói thế mà anh nghe được à? Đến chẳng qua người ta quen bóp tay, người ta không quen đạp chân thôi. Em nhìn anh lái đây này. Đấy, em thấy không? Thấy không? Đấy. Đấy. Nào em quật chân ra anh. Đấy, em thấy không? Đấy. Ôi trời, lái xe cũng là phải đòi hỏi một cái năng khiếu của con người đấy em ạ. À, không phải đơn giản mà em cứ muốn lái là lái được đâu. Thằng nào đàn ông bọn anh toàn tụ tập đua xe trái phép là ở cái điểm này đúng không? Đấy. Nhiều đúng không? Vì sao người ta tuyển lái xe, tuyển phi công toàn phải tuyển đàn ông chứ không bao giờ tuyển đàn bà. Em công nhận không? Thì đàn bà người ta làm tiếp viên rồi, anh người ta làm phi công. Thì mới xứng đáng là cái câu nói là tuổi nào làm việc đấy, tùy theo cái sức của mình. Thôi anh đừng có lý lẽ. Đàn bà làm việc đàn bà, đàn ông làm việc đàn ông, hai người chung một việc thì chỉ có lúc cái gì đấy anh quên mất rồi, quên mất cái triết lý đấy rồi, cái triết lý đấy rồi của nhà giáo dục học. Em chả hiểu anh đang định nói cái gì, tại vì từ bé chưa nghe được câu đấy bao giờ. À thì đấy gì, anh cũng quên mất cái câu cuối đấy rồi. Thôi được rồi, bây giờ thế này nhá. Nếu em muốn khẳng định mình cứ như thế là nghe anh bảo đi số như thế nào, cần số đấy, đẩy số mấy, số mấy, số mấy, đến số mấy. Đấy, và chân ga nhịp nhàng, đi số dịu dàng là ngọt, ngọt nước hết thôi em ạ. Em thấy nó cứ sợ sợ đấy. Ôi, phải liều mới làm được nhiều. Thôi được rồi, em biến nó lần đời mà em không học được nữa thôi, không tập đâu. Lần này anh không ngồi cạnh em nữa đâu đấy. Có sai phạm gì thì là cũng là sai dạy thì tại tay nhé. Anh đừng có trách anh. Thế là anh chỉ đứng nhìn thôi à? Anh đứng nhìn thôi. Thôi liều vậy. Em đi đi. Đúng rồi, cứ liều tay lên, ngã lại dậy đi tiếp. Em cứ liều đây, ngã lại dậy lại đi. Rồi, em lùi xem nào. Anh đã dạy em lùi đâu? Đây, đây là cái cần đảo chiều, tiến lùi. Cái này em lùi em sẽ gạt kịch xuống là nó sẽ lùi. Cái này à? Đúng rồi, nào lùi đi em. Sang phải một tí, sang trái một tí, sang phải một tí, sang trái một tí. Đấy, cứ như thế em hiểu lùi chưa? Bây giờ em sẽ tập là bài tập lùi chuồng nhé. Lùi chuồng à? Do gọi là lùi chuồng. Sao mà nghe giống chuồng học lái ô tô thế? Đấy, cứ theo hiệu lệnh của anh, sang phải một tí, sang phải một tí,
chẳng phải một tí. Chẳng phải một tí. Cứ lui đi. Đưa đi. Rồi, stop. Rồi, xuống hố rồi, xuống hố rồi. Sao anh cứ bảo em nhìn phải mà anh giận em nhìn trái ấy. Em rất có năng khiếu. Năng khiếu, anh bảo em lao xuống hố rồi, bảo khen em năng khiếu. Là năng khiếu là em lùi chuồng là cực chuẩn. Thôi, thế thôi. Nhưng... bây giờ Khanh cho anh cái xe lên đi, không có là... nó bị chết gầm rồi. Em ơi. Qua. Em bây giờ em lên cài số tiến để anh bán bánh. Thế là thế nào ấy? Để anh bắt bánh cho nó lên. Đây. Rồi, lên đi, lên. Thế là em lại trèo lên à? Ờ, em trèo lên, nhớ này. Mất không em trèo xuống. Đấy, vất vả lắm, học lái xe đâu phải đơn giản đâu. Đây đấy. Lên lên. Không thế nào nữa. Là cưa đi. Ga mạnh nhá. Ga lên. Lên. Ôi shit, shit. Rồi, rồi, rồi. Rồi. Lại lên quá à anh? Đấy, mạnh lắm. Nên là phụ nữ, con gái, đàn bà không thể vận hành những cái xe phân khối lớn như thế này được, em hiểu không? Công nhận là khó hơn đi xe máy anh ạ. Chết chưa. Anh có việc gì không? Nghe bẩn hết quần áo rồi. Bẩn hết quần mồi của anh rồi. Anh còn phải đi tán ai nữa mà lo mồi. Thế là em không cần anh tán nữa đúng không? Sao lại cười? Anh đang muốn trao cho em một cái tình yêu giữa cái ánh nắng mặt trời để soi sáng cho cái đường tình yêu của chúng ta. Nhìn cái mặt anh. Sao thế em? Tôi, nhưng mà em nhìn cái mặt anh, em không nhìn được cười. Sao lại không nhịn được cười là thế nào? Chẳng nhẽ anh... em chắc là thấy anh nói lời yêu là thấy sướng rồi à? Thấy thích rồi phải không? Thôi đừng trêu em nữa. Sao thế em? Kìa, anh đừng có trêu em nữa. Thôi đi về thôi, nhanh lên không bố em đợi rồi đấy. Chính tại em chưa được ai hôn bao giờ đúng không? Thôi đi về thôi anh. Thầy em... e ngại về chuyện đấy lắm. Thôi đi về anh. Anh thật sự là anh hôn không biết bao nhiêu cô gái rồi. Lần đầu tiên anh chưa được trao nụ hôn ngọt ngào của tình yêu cho em, anh cũng thấy nó hồi hộp bứt rứt trong người. Thôi chờ em về đi. Không có bố em đợi đấy. Lần sau bố em không cho đi chơi đâu. Hình như là có chất thải của linh cẩu hay sao em ạ? Thế nào anh? Mùi kiểu dầu thủy lực. Thối lắm. Em có biết dầu thủy lực nó mùi thế nào đâu. Cái mùi giống cái phân chó ấy. Thôi được rồi, đi. Chúng ta về. Thôi anh like đi cho nó chắc ăn.